Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Minh Audio test cho 3 bác khách. Mỗi bác mua một cái bát RCF này vì để nắp súp hơi. Và cấu hình này thì Tùng Minh có bán lẻ một cái này cho tất cả các bác nắp súp. Và hôm nay em đang làm video là để test một chiếc thôi, độ uy lực của con bát này của bên Tùng Minh nhập. Với cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Minh sẽ giới thiệu cho tất cả các bác là bát súp RCF. Dòng này làm full thì tiếng trống của nó rất là sâu và mềm. Và đặc điểm là anh em làm súp hơi thì nên chơi các cái dòng như RCF. Củ từ là 220, côn 100, đi bắc là đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Với cấu hình này là màng được xếp đi lựa sóng và gân vải tẩm dầu là 3 gân. Con này đánh tiếng trống rất sâu mềm và hàng của này đặt riêng. Cái cấu hình này là viên từ của nó, 500 của nó rất là dày. Cái độ dày của cái thành cao của 500 này nó sẽ dày hơn so với các cái dòng bát khác. Kẹp lỗ thép trắng từ 220 côn 100. Và cái cấu hình là màng rất là nhiều sợi bông thủy tinh cho cái màng nó sẽ được dẻo dai hơn. Nhện của nó màu vàng được phủ một cái lớp tuyết đây để bảo vệ nhện. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio sẽ test cho tất cả các bác một bài nhạc sàn để cho tất cả các bác cùng theo dõi, và có nhu cầu đến dòng sản phẩm này có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio bằng một chiếc bát 40 RCF. Các bác có thể là nhận hàng và kiểm tra và thanh toán tiền đối với dòng bát này. Một chiếc em có bán lẻ một chiếc các bác nhé. Sao được hẹn rồi tiếp nhẹ, em nào không thích thì biến lẹ. Dù có anh thích gợi cảm, nên em đi với anh không cần che. Thức ngoài rồi thì hay lắm, nhưng trời sắp tối là tầm hồn cốt. Chỉ vắng tay còn bay nắp, khói thì bay chắc mà trong mệt không còn mưa chắc. Để bấy lên đi em cho anh thấy hoàng ba, xích lại gần đây một tháng mặt nha. Áo em trắng làm anh nhìn không ra, vũ nhẹ lên cỏ cho quay em. Em đi đâu, còn anh theo bớt, hoặc anh coi được anh thấy được ơi. We got the groove with the music, don't stop, come on it. We got the girls coming into the club, you want it. Don't need the VIP, we bought it to run. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top, come on, yeah. Vừa rồi em Tùng Nguyễn có test một cái clip gọi là test qua để giao cho tất cả các bác, là các bác biết hết hàng của em là đều bao giờ cũng là bao sống cho tất cả các bác mọi miền trên Tổ quốc. Các bác cứ yên tâm nhận hàng vì các cái dòng sản phẩm này Tùng Nguyễn bán ra, không phải là bán xong mà là xong các bác nhá, bán ra còn bảo hành cho tất cả các bác. Nếu có lỗi gì trục trặc em sẽ đổi mới cho tất cả các bác hoàn toàn các cái thiết bị mới. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hôm nay thì em có test một đôi loa bát này với giá 2.9 bao ship. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio bằng một đôi bát này. Còn các bác có thể mua lẻ một cái. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.